Sao bằng Nhật xin chào cả nhà. Hôm nay em lên sóng một chiếc bàn là hơi nước không dây của Nhật nội địa. Nhiều bác thắc mắc là hỏi cái không dây thì hoạt động kiểu gì, thì giới thiệu các bác luôn là thực ra ấy, không dây thì nó chỉ là cái đế này này. Nó chỉ là cái phần để các bác dẫn điện thôi, chứ nó không làm cái dây trực tiếp từ bàn là vào đây. Đấy, mà nó làm cái đế này để khi các bác dùng là cho nó tiện. Mục đích là tiện, không vướng dây dợ gì. Thứ hai là cái nhiệt độ nó sẽ được giảm dần đi. Khi mà các bác tách ra khỏi cái đế này thì không cung cấp điện vào đây nữa, thì cái mặt này nó nhiệt độ nó sẽ giảm dần và không làm ảnh hưởng đến cái vấn đề quần áo của các bác và khi mình cắm lâu. Đấy. Các bác đặt vào đây thì cái ba cái chỗ tiếp xúc này các bác này, đấy nó lại nhận điện. Ở cái đế này thì nó lại làm nóng cái mặt này, làm nóng cái mặt thôi. Thì khi nó làm nóng rất là nhanh. Thì trong quá trình mình lật quần áo, quá trình mình lật vị trí quần áo ấy, thì nó chỉ khoảng chục giây thôi là nó đã nóng rồi, thì mình lại đặt vào đây. Đấy. 5-7 giây là nóng, mà đặt vào đây là các bác lại có nhiệt nóng rồi, thì các bác lại bỏ ra là. Đấy. Làm một lúc. Đấy. Thì trong quá trình các bác đảo quần áo thì các bác lại đặt vào đây. Đặt đây nó lại lấy điện. Đấy chưa? Đấy nó là cách thích thức dùng nó như vậy. Thứ hai là con này một con bàn là của Nhật các bác này, mặt rất là đẹp. Có hơi nước thôi nhé. Đấy, các bác thấy nó phun nước rất là kinh khủng luôn. Đấy, phun nước để mình khi mình làm quần áo thì nó đỡ bị cháy, đỡ bị ngả màu, khét quần áo mà là nó phẳng hơn. Con này thì em bán là 950 nhé. Các bác lưu ý là bàn là Nhật nội địa, nó sử dụng điện 100V. Đấy, chứ các bác nào phải có đổi nguồn mới dùng được nhé. Chứ cắm điện lưới 220V thì là cháy luôn đấy ạ. Chào các bác.